Tiếng sôi xì ra tép. Hôm nay mình lại vào hướng dẫn anh em cách chỉnh âm ly nha. Có một vài anh em phản hồi về tại sao khi lắp cái tép này vào thì lập tức cái tiếng sôi xì ra tép nó rất là to, còn to hơn cả tép theo loa. Đấy, anh em phải nên nhớ như này, cái độ nhạy của loa càng cao thì nó càng sôi to khi lắp vào những âm ly mà cân chỉnh không hợp lý này, hoặc là chống nhiễu kém, dây mic hoặc dây input chẳng hạn. Đây, đa số là do chúng ta không cân chỉnh không hợp lý thôi. Đấy. Một cái ví dụ rất đơn giản, bình thường anh em có những cái bộ dàn xôi rất bé, anh em lắp cái tép này vào lập tức cái tép này nó xôi rất to. Đấy, bắt đầu chỉnh nha. Chúng ta đa số cái tiếng xôi xì ra tép nó bắt đầu nó chỉnh ở khu nào? Đây. Tiếng xôi xì ra tép thì nó liên quan đến cái dàn master này. Dàn master thì nó ở cái nút HI này, nó là nút tép nhé. Đấy, cho con dàn dưới này đều là ít sôi. Đấy, chủ yếu nó cái master này thôi. Master thì nó có cái nút tổng này. Đấy. Thường thường cái loại này là ở nấc 30 nhé, là hợp lý nhé. Có loại thì nó lên đến đây, có loại này tùy thôi. Đấy, lên đây. Nhưng mà cái con này mình chỉnh quen rồi, nó tầm 30, nên là con 200i. Đấy, nó sôi thì nó liên quan đến hai nút này. Đấy, nhưng mà chỉnh cho tầm này là nó sẽ sôi là có chắc rồi. Mình chỉnh thì vẫn chỉnh được, chỉnh vừa vừa thôi, sôi bé thôi, đừng sôi to quá nhé. Ok, hôm nay mình sẽ tập trung vào một cái con âm ly na ná rồi. Nhưng đa số những âm ly là nó như nhau, nó ở cái thống HI phần master này, này. Đấy, tầm này, này. Đấy, nha. Tiếng sôi xì ra bé khi chưa bật nhạc, chúng ta chỉnh vừa vừa thôi. Đấy, không. Còn cái nút này nó không liên quan mấy nhá, nút này thì chúng ta chỉnh to chỉnh nhỏ nó cũng chẳng liên quan gì đến sôi sôi ra loa cả, nó chủ yếu cái hệ thống master channel đây này, nó ghi đây này. Ở bên cục đẩy thì nó là hai cái nút to đấy, còn cái âm ly thì nó là cái nút này đấy. Có loại thì nó là cái nút ở đây nhá. Ok, hôm nay mình lại vào làm video để hướng dẫn anh em khách hàng cách đấu loa tép vào bộ dàn, bắt đầu nhá. Anh em đấu như sau. Chúng ta đặt loa tép lên nóc. Dây chúng tôi làm dày sẵn 1 mét rồi. Đấy. Về anh em đấu vào đít loa. Đây. Đấu vào đít loa nhé. Đấy, đỏ là cộng nhé. Đấu chung với dây của loa bát. Đây là dây từ âm ly cục đẩy lên này. Đấy nha. Đây. Hoặc là anh em đấu ở đít âm ly, đít cục đẩy cũng được. Đây. Đấu đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Đấy là xong. Loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm. Còn đối với những cái loại loa full nhá, nó có cái rắc này nhá. Đấy, anh em phải chích như này cho mình. Đây. Anh em nhìn thấy không? Đây. Anh em lấy kéo, anh em chích cái đoạn này này. 5 đến 10 cm ra. Anh em cẩn thận đấy, anh em lấy băng dính, anh em bọc vào. Nó không thì để như này cũng được. Không sao cả. Em bọc vào thì nó an toàn hơn. Đấy, còn đối với những cái loại... Còn đối với những cái loại to đấy nhá. Thì mình hướng dẫn anh em luôn này. Đây, đối với cái loại 450 đại này thì chúng tôi phải tháo rời rồi. Vì cái loại nó rất là nặng. Cái dây 1 mét đây này, nó đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Đấy. Cái này là dấu ấn nhá, ấn vào này. Đấy. Thì chúng tôi phải tháo rời ra, cái củ này nó rất là nặng. Đấy. Về anh em lắp vào nha. Đây. Đây, dấu ấn để thò dây ra để cài dây nhá. Đỏ và đỏ nhá, đấy. Rồi, cái dây 20 phân này nhỉ. Thì nó vào củ tép nhá. Vào cái củ tép này, còn dây 1 mét đây này, thì nó vào đít loa, đít âm ly như lúc đầu mình hướng dẫn đấy. Về chúng ta xoáy vào, xoáy nó vừa vừa được, không cần chặt lắm đâu. Được cái được rồi. Cái dây trắng này mình sẽ tập trung vào cái đặc tính của tép hai chế độ tép và siêu tép. Chế độ gạt lên nó là siêu tép, gạt xuống nó là tép thường. Ở cái chế độ gạt lên này thì nó rất kén âm ly, rất kén vang. Không phải vang nào, âm ly nào cũng có giải siêu tép để cho tép hoạt động. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Lưu Bắc Cạn. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cách đấu củ tép nha. Ok. Để khi mà ship này, nó như thế này nhá. Dây 20 phân đây, đúng không? Hai dây đây. Dây 1 mét đây. Chúng ta đấu vào đít loa, đít âm ly đúng không? Rồi. Đấy, củ tép chúng tôi gói rời ra nhá. Đấy, nhìn cái chấu này, chấu ấn nhá. Đấy, thì là thò lỗ để chèn dây được chưa?
nha. Đây, ok, bây giờ đấy nha. Đấy, ok rồi, ta sẽ xoáy nó vào, xoáy không cần chặt lắm đâu, nó ở được rồi, được. Ok rồi, đây anh em nhìn được cái dây 20 phân đây. Đấy, rồi chúng ta sẽ ấn cái chấu này vào, nhớ nha, cái chấu này chấu ấn vào nhá, không phải là bẻ đâu. Đen là cái chấu dây trắng này vào chấu đen này, cũng như là trừ này, còn đỏ là cộng nha. Rồi nó vào bên cạnh, nó có cái lỗ chèn vào. Ok, bên này thế à. Rồi xong đúng không, còn cái dây 1 mét thì nó đấu vào đâu, cái dây 1 mét đây đúng không, thì chúng ta đấu trực, đỏ là cộng này, trắng là trừ này, có đít loa, đít âm đi, đít cục đẩy đều được, đấu 3 điểm đấy đều được vì là nó chung dây loa. Đây là 1.500.000 nhé, vẫn tháo ra như thế nào thì chúng ta sẽ lắp lại như thế. Chúng ta có thể đảo củ nhé, chúng ta có thể đảo củ này, từ củ bên này sang củ bên này, kia thì tùy đúng nhau cả. Đấy như nào, ai cũng có thể đấu được dây 20 phân. Đấy, đây từ cái cục chống cháy của nó ra đây. Rồi, đây đâu, ai cũng chưa bị đấu, gọi cái dây 1 mét đây nha, 1.500.000 một đôi. Ok, mình hướng dẫn anh em cách đấu củ tép nhá. Này, trong quá trình vận chuyển nên mình phải tháo ra này cho an toàn. Đôi này 1.500.000, rất là nặng. Ấn để anh em nhìn thấy lỗ chưa, đấy ấn thấy lỗ để chèn dây nhá. Đấy, có một chấu đỏ và một chấu đen này, dây chưa, đấy nhá. Rồi anh em về là anh em xoáy nó vào. Đấy, xoáy nó vào. Đấy, vừa vừa được, không cần chặt nữa được. Rồi đây nó có dây 20 phân đây đúng không, đấy, dây đỏ là cộng này, tép cao cấp 1.500.000 một đôi, bao ship toàn quốc. Đây là 450 đại loại xịn nhá, có hai màu, màu gỗ và màu đen, đẹp luôn. Phễu 16x16 cao 20. Triệu một đôi, bao ship, có hai màu nhá, màu gỗ và màu đen. Đây là cặp 350 500 ship chống cháy 100%, từ 9 cm côn 3,5, có chế độ tép và siêu tép, dày mỏng khác nhau. 1.000.000 một đôi, bao ship, phễu 12x12, chiều cao 16 phân, dòng chống cháy nhá, trang bị chống cháy và lọc chói đầy đủ. Dây thì làm dày sẵn 1 mét rồi, về anh em đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy là ok. 1.000.000 một đôi, bao ship, dùng cho tất cả các loại bát, từ bát 20 đến bát 50, lo cây, lo phun, lo đứng, lo nằm đều được. Những anh em có những bộ dàn lì này, chất âm không thoát tiếng thì liên hệ với kênh của Lưu Bắc Cạn nhé. Mình có rất là nhiều loại, nhưng cái lô 1.000.000 đây là cái lô cực chuẩn mình giới thiệu cho anh em đây. 1.000.000 một đôi, bao ship, về anh em đấu có đít loa là xong, đỏ là cộng, trắng là trừ, có hai màu nhé, anh em lấy màu nào cũng được. Hàng chúng tôi bảo hành 1 năm, về anh em được phép kiểm tra, đúng như quảng cáo thì mua, không đúng thì hoàn về cho mình. Liên hệ với kênh của Lưu Bắc Cạn, hàng cực đẹp nhé, hàng bảo hành 1 năm. Xung quanh mình đây là toàn hàng đẹp hết, mẫu này mẫu 1.000.000 nha, có rất nhiều loại. Anh em có thể liên hệ với số điện thoại của chúng tôi 0973 533 269, ship hàng toàn quốc. Hàng đẹp nhá, để mình chạy cho cái loại